mình là truyền nhân của họ Bác Sư. Mình là Hưng Tino nhá. Các bạn ơi, như các bạn đã biết trong tập trước, anh em mình đã bắt được một con cừu thi. Oh no. Các bạn ơi, bây giờ thì không còn nguy hiểm nữa rồi, vì mình đã dùng lá bùa trấn yêu này để thu phục nó. Thế nên các bạn yên tâm nhá. Bây giờ hai đứa ở nhà có một cái chuông này, được chưa? Dạ. Anh sẽ đi tìm phương pháp để trả nó về nơi nó đến, được nhá? Không làm gì đâu đấy. Ok, bye bye. Anh hiểu thật nhá. Ừ. Chị Trang ơi, nhìn cương thi này trông xấu nhỉ? Ừ, thằng cương thi này xấu thật đấy. À, Hiến ơi, chị có ý tưởng này hay cực. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ biến cho cương thi này trở nên xinh đẹp hơn. Dịch cương thi các bạn. Chắn là cương thi đang ở đây. Nhưng mà ở dưới đất thì cả số vết đã mở. À, mình đọc cách à. Khai nhận à, số vết này rồi. Các bạn ơi, mùi lòng lắm rồi, chắc là cương thi ở ngay gần đây thôi. Xong nó thích ăn gì nhá. Anh Hưng. À,
rồi. Chị em mình làm sao bây giờ? Làm sao vậy chị? Ừ, bắt quá. Chị không biết nữa. Làm sao vậy? Tổ hội pháp sư mình hiển linh, cái búa này có thể tiêu diệt được con cương thi. Em cũng nghĩ vậy đấy. Em đi rồi nhé, bây giờ nhá. Và cũng may cho bọn mình là ông cố tổ hội pháp sư đã hiển linh giúp chúng mình giải trừ nguy nan các bạn ạ. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ team của Thư Hiền TV. Nhân đây chúng mình có 10 phần quà tri ân dành cho tất cả các bạn, đó chính là những chiếc mặt nạ hacker. Và các bạn nhớ like và comment phía dưới video này nhá. Bọn mình sẽ chọn ra 10 comment có lượt like nhiều nhất và chúng mình sẽ dành tặng chiếc mặt nạ đặc biệt này cho tất cả các bạn đấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.